Sáng nay, Công ty Cổ phần Giáo dục Pacific tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động trường mầm non ngôi sao bé con em My Son Preschool, Cần Thơ. Đến dự có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường mầm non ngôi nhà bé con em My Son Preschool tọa lạc tại số 776 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, có quy mô tiếp nhận 200 trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi, bình quân mỗi lớp tối đa 15 đến 20 trẻ. Trường giảng dạy song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và áp dụng hướng tiếp cận giáo dục mới của Ý. Phương pháp giáo dục tạo mọi điều kiện để mỗi trẻ phát huy năng lực cá nhân, tăng cường các hoạt động rèn luyện phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm. Đồng thời, trẻ được học chương trình tiếng Anh với sự đồng hành giảng dạy của giáo viên nước ngoài. Hiện nay, trường mở lớp đầu tiên, dự kiến có 20 trẻ tham gia học.